Đấu La Đại Lục tập 257, Đường Tam đã bắt đầu bài khảo hạch cuối cùng của Hải Thần. Đến nước này rồi, bà Tài Tây đã có thể nói cho hắn biết hắn không cần cảm thấy lo lắng vì bất kỳ thế lực nào bên ngoài thần chỉ. Nếu thiên sứ đã hiện thế, vậy thì Thiên Đạo Lưu với vai trò làm người dẫn đường cho cô ta cũng đã hiến tế sinh mệnh của mình vì truyền thừa thần chỉ. Cả đám sau khi nghe tin tức Thiên Đạo Lưu đã chết rồi liền vô cùng kinh ngạc. Mọi người nhanh chóng nói ra hàm ý trong lời của Ba Tài Tây. Ba Tài Tây khởi động nghi thức và cho biết hiến tế vì thần chỉ truyền thừa chính là sứ mệnh của bà. Bảy vị phong hào đấu la thủ hộ bảy thánh trụ vô cùng buồn bã, người đã cùng nhau gắn bó với bọn họ vài chục năm sắp phải biến mất rồi. Sứ mạng của bọn họ có thể chứng kiến hải thần giáng lâm cũng đã là may mắn hơn các thánh trụ đời trước rồi. Dù không khóc nên lời nhưng không còn ai bình thản được nữa. Ba Tài Tây liên tục thi triển hồn lực và cho biết bắt đầu từ ngày trở thành đại tế tư của hải thần đảo thì mọi thứ đều đã định sẵn rồi. Đám người Đường Tam bị khống chế đứng nguyên vị trí. Đường Tam không cam lòng, bà Tài Tây vì truyền thừa thần chỉ mà bỏ ra thanh xuân, vì sao cuối cùng còn phải cướp đi mạng sống của bà. Bà Tài Tây quả thực không cam lòng, thậm chí có ý đồ dùng sức mạnh của mình để ảnh hưởng đến khảo hạch của hắn. Nhưng lúc đó trong lòng còn lo lắng muốn gặp lại Đường Thần, giờ tâm nguyện đã được hoàn thành rồi, mà Đường Thần cũng đã đi đến một thế giới khác nên bà không còn gì để lưu luyến nữa. Cùng những lời này, chín cái hồn hoàn của Ba Tài Tây nhanh chóng vỡ nát, quyền trượng trên tay cũng tan vỡ, tất cả tạo thành năng lượng truyền vào vòng xoáy truyền xuống đại trận. Thân thể Ba Tài Tây chậm rãi bị hòa tan, biến thành nguồn năng lượng lan tỏa ra khắp hải thần đảo. Chuyện kế tiếp là dựa vào chính bản thân Đường Tam rồi. Bà tin hắn sẽ trở thành hải thần. Đường Tam kiên quyết hắn sẽ không để cho những nỗ lực và hy sinh của Ba Tài Tây uổng phí, nhất định sẽ thu được thần chỉ. Áo Tư Tạp chợt nhận ra một điều quan trọng, nếu như khảo hạch thứ 9 cần đại tế tư hiến tế mới mở ra được, Vinh Vinh làm người kế thừa đại tế tư, ngày nào đó cũng phải vì truyền thừa thần chỉ mà đánh đổi mạng sống. Vinh Vinh sẵn sàng thừa nhận chức trách này, Đường Tam không muốn chuyện đó, dù là thần cũng không thể tùy ý quyết định sự sống của người khác được, hắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Đường Tam nhanh chóng lao vào vòng xoáy, hắn được dẫn đến một nơi khác, đó là dưới đáy biển cũng có một tòa cung điện tráng lệ, hắn chậm rãi tiến vào bên trong và dự đoán đây có lẽ là thần điện hải thần chân chính. Đi đến đâu cung điện phát sáng tới đó, hải thần đại nhân lần nữa xuất hiện ngồi ngay ngắn trên ghế trông vô cùng uy nghiêm, ông lên tiếng hỏi vì sao nhìn thấy mình mà không bái. Đường Tam thẳng thắn cho biết hắn chỉ là người thừa kế của ông, cũng không phải người hầu, vì sao phải bái lạy, có vẻ như hắn đang bất mãn vì sự việc hiến tế của Ba Tài Tây. Hải thần cho biết ông đã làm cho linh hồn của Ba Tài Tây và Đường Thần tăng lên tới cảnh giới của thần, có được sức mạnh vĩnh sinh, sau này bọn họ sẽ sống tiếp ở một thế giới khác. Đường Tam cũng sáng tỏ mọi chuyện. Lần này hải thần tự mình đến đây chủ trì nghi thức truyền thừa là vì trái tim hải thần đã vỡ vụn, khiến độ hòa hợp hải thần của hắn chỉ là 99%. Nhưng dựa theo quy tắc thần giới thì độ hòa hợp thực tế lại không bị cường giả thần cấp ảnh hưởng nên ông mới có thể xuất hiện ở đây. Ông muốn nhắc nhở hắn tuyệt đối không được sử dụng Hạo Thiên Trùy trong lúc khảo hạch. Lý do đương nhiên là vì Hạo Thiên Trùy ẩn chứa tu la thần lực sẽ làm nhiễu loạn đến truyền thừa. Không gian xung quanh được thay đổi, Đường Tam được đưa vào một vùng không gian bên trong khối lập phương. Huyền Thiên Công cùng tinh thần lực bị áp chế hoàn toàn, cơ thể không cách nào phản kháng. Các góc cạnh của khối lập phương chuyển động, không gian bên trong nó cũng liên tục thay đổi. Đường Tam cần phải tránh né khỏi những góc cạnh di chuyển đó. Càng di chuyển thì hắn càng đau đớn kịch liệt, hồn cốt giống như bị tách ra khỏi cơ thể. Hắn không biết làm như vậy rốt cuộc mục đích là gì. Hải thần cho biết thần đến từ chúng sinh nhưng lại siêu thoát khỏi chúng sinh, mà ở trong đó thần tính mới là mấu chốt quyết định một người có thể thành thần hay không. Không gian thay đổi, thiên thanh nhu mãng xuất hiện trước mặt hắn. Sấm sét liên tục đánh xuống người đại minh khiến linh hồn nó không ngừng tiêu tán. Đường Tam càng thêm thắc mắc, không biết nội dung khảo nghiệm thứ 9 là gì nữa. Lẽ nào bóc ra hồn cốt chính là vì xóa bỏ linh hồn nằm trong đó? Hắn tuyệt đối không thể để linh hồn tiêu tán như vậy được, nên cầm tam xoa kích lao lên. Sấm sét vẫn liên tục công kích, nhưng Đường Tam lại không bỏ cuộc. Hắn trực tiếp lao lên ngạnh kháng với sấm sét. Nhưng vừa mới kịp làm chuyện đó thì nhiều sợi dây năng lượng màu vàng đã xuất hiện khống chế Đường Tam lại. Đường Tam vùng vẫy thoát ra. Nếu thành thần phải đổi bằng linh hồn của đại minh thì hắn thà rằng không cần. Đại Minh vẫn gào thét, Đường Tam cảm thấy mình phải bình tĩnh lại, nhất định sẽ có cách giải quyết. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.